nè, tránh trường hợp sao? Không có chuyện là như vậy. Khi mình ship có nhiều bạn hay có thói quen sao mà ship nào cắt cái đó. Hiểu ý không? Giả sử bằng ship là hơn trước và cắt hơn trước. Cắt hơn trước mà mới ship hơn sau. Cái thứ nhất mình đang làm như là vô tình mình phá vải. Sẽ bị hao vải, được không ạ? Cái thứ hai là phải mất công ship vải không? Cắt không cực nhưng ship vải mới cực à. Ship vải nó thẳng á, nó cực. Rồi, sống lưng nè ha, bên này. Ở đây đây. Rồi, vậy nhìn nè. Mình trải vào mình thấy thiếu ha, thì mình nhích ra một chút cho vừa đủ đường may. Rồi, bình thường không để sai đâu nha, bình thường phải để sát cho mình vậy nè, cho nó dễ cắt. Còn em cố tình để xa ra một chút cho lớp mình dễ nhìn. Ở phía sau thấy hết không vậy? Cho con dời thêm một xíu này nha, em phía sau. Rồi, con bằng ha. Rồi nhìn tiếp nè. Khi mình cắt nè, canh vừa đủ đường may ha. Rồi, thước này về mua chưa? Có thước hết chưa? Cắt thành đôi chưa? Mua hai cây đi nha, cây cắt thành đôi. Tại vì cái những cái đường cong, những cái nhỏ nhỏ đó là mình sẽ sử dụng thước ngắn. Với cây thước ngắn này nè, hai cây, một cây để cắt độ, một cây để bằng máy. Trên bằng máy luôn luôn thôi, cây thước này cho em. Cái gì? Cái gì? Có cái thước nào nãy làm đây cắt của này á cô. Vậy là cô em á cô. Vậy của cô đâu ta? Giờ hỏi là của cô bó tay luôn. Rồi mình nhìn. Khi mình may mình nắm quy tắc em nè. Cái gì không giãn phải nằm bên trên không? Vậy nẹp mình có keo phải nằm bên trên không à? Thân áo mình nằm dưới. Chứ đừng vai, đừng cổ, đừng nách. Không cần đường nào vẽ hết. Có nghĩa là không cần vẽ đường thành phẩm xung quanh cặp này. Để nằm bên dưới có thấy gì may không? Vẽ làm chi vậy? Vừa dơ, vừa mất công nữa. Cái đó cái gì cần mới vẽ. Rồi mình thấy em ghi số 1 ha. Vậy phải là đường cổ, đường nách em chừa mỗi cái một phân không? Mày thấy thước dài nó vướng chưa ạ? Thước dài khi mình quay đường cổ đó là bị vướng hả? Rồi sườn này 1.5, ai may giỏi rồi sao ạ? Khỏi vẽ đường thành phẩm. Còn nếu mình may chưa giỏi thì mình vẽ vào. Được không ạ? Còn may giỏi rồi thôi khỏi vẽ. Phải này 1.5 chưa? Vậy đường nách có cần vẽ thành phẩm không? Không, giỏi rồi đó, bạn biết phân biệt rồi đó. Bất kỳ nào cũng vậy, cả quần, cả váy, cả đầm. Khi mình ráp với mình thành một thói quen, mình sẽ biết như là nằm trên với là nằm dưới. Có hiểu ý không ạ? Từ từ mình sẽ cắt đồ rất là nhanh. Tại vì cần mới vẽ mà, còn mình không quen sao ạ? Đường nào cũng đè ra vẽ hết á, sợ thiếu. Đúng không ạ? Sợ thiếu, tâm lý mình sợ thiếu. Còn đường này thì sao, cắt sát cũng được, chừa đường cũng được. Tại vì mình cần phần trên là mô hình thôi. Cái rập này em làm cho em bé cỡ 4-5 tuổi mặc á. À, có con gái gì lấy rập này xong nhúng nhúng thêm cái váy nữa gắn vô mặt là được. Rập này này, em thu nhỏ thế vậy cho nó tiết kiệm vải. Rồi, dễ nhìn. Vậy đúng ra thân sau cũng phải làm như vậy không ạ? Nhưng mà em khỏi làm nha. Em làm tượng trưng một thân này thôi nha. Cho nó nhanh, tiết kiệm thời gian còn làm chuyện khác. Vậy khi cắt nè, tuyệt đối không lấy rập này ra đây. Được không hả? Rập nó còn để đâu em để nguyên vậy. Tại đang giữ vải rất là tốt mà. Nếu bạn nào em áo dài cũng sẽ thấy. Em cắt vải mỏng, vải dày, vải gì em cũng làm có một cách này thôi. Tại mình tưởng tượng là mình có miếng giấy đè ở đây được không? Có này đè ở đây nó làm sao nó chạy nổi à? Đâu chạy nổi, nhưng mà khi mình rút này ra mình cắt nó chạy không? Chạy. Cái này bí quyết đó nha. Không cần nghiêm kim, không cần gì mất thời gian lắm mà. Nhưng mà đá này kiếm cho em thêm mấy cục nhỏ nhỏ một xíu. Còn không về nhà sao đập ra. Tại vì sau này mình có những cái chi tiết nhỏ nhỏ. Khi mình cắt mình phải luồn lách nó nữa. Vậy nó sẽ hơi vướng. Rồi cắt nè ha. Giữ đá lại ha. Đây. Kéo này không phải là kéo cắt đâu. Nhưng mà cái kéo cắt nó lụt quá rồi. Kéo này là kéo gọt. Kéo này là phải có trên màn máy may của mình. Tại vì khi cắt, khi mình may đồ có gọt không? Có. Cầm cái kéo lớn gọt phải vướng không à? Đồ đường cong. Do đó kéo này là kéo gọt nên mình thấy nó nhỏ nhắn không à? Nhưng mà bé lắm nha. Nhưng mà cắt đồ là cắt hơi lâu rồi, nó ngắn quá. Vậy là phải mua thêm một cái kéo nữa. Cái không bắt buộc. Nó chạy đến lại trên rồi. Còn mình thấy là khi mình cắt xong miếng vải còn lại hay miếng vải mình đang cắt đều nằm đúng y vị trí. Không có thay đổi được. Mình tính toán hết rồi. Bá dấu giữa giùm em ha.
Rồi nếu mà vải nào mà không phân biệt trái phải nè, mày nó có dấu thì thôi được không? Còn không mình ghi cho em chữ trái cho nó an toàn, để mấy công lát mày nha. Vậy hiểu vấn đề chưa ạ? À? Căn bản học chưa? Có học rồi mà mức độ thấp thấp hơn chút đúng không? Nên lên level một xíu. À chưa, bạn này mới căn bản tháng này. Rồi, vậy tưởng tượng đúng không ạ? À? Vậy về nhà cứ có nhiều rập cứ nhìn theo số của em đặt lên cắt được không? Rập em phát mình hết rồi ha, còn lại mình là tự cắt rập. Cái thân mà mình dính lại là mình thân trước làm sao không? Đây, cái nào có ký hiệu xích đôi nè, là thân trước nè. Được không mà, cái nào có chữ sống lưng, ngành cây kéo là thân sau. Thì cây kéo phải thành hai mảnh hay không? Cái rập em này không ghi số, mà rập của mình không ghi số hết á. Rập nẹp có nghĩa là sao? Phải hai này y bon nhau không? Được không ạ? Thì phải mình lộn cổ, lộn nách hết chưa? Rồi vậy miếng này phải có keo không? Vậy mình nhìn. Khi mình cắt đồ cũng vậy. Cái nào là vải cắt trước hết. Được không ạ? Nhưng mà khi em cắt, giả sử em cắt cái đầm của em đúng không? Thì lúc nào em cũng để hai rập nẹp riêng ra. Có nghĩa là những cái khác em cắt xong hết rồi. Còn hai cái nẹp em sẽ cắt keo. Có nghĩa là chi tiết nào cắt keo để riêng ra một lát pha keo rồi pha vải. Có hiểu vấn đề không ạ? Rồi, cho con mượn miếng keo nó một xíu nha. Rồi, này là keo giấy mỏng á, keo này là xài nhiều nhất luôn á. Hầu như nguyên khóa này mình thấy là toàn sử dụng keo này không. Keo giấy mỏng hay còn gọi là keo kim tuyến ha. Nó có độ mịn. Mệt. Mình đang phá đâu nè. Bảy ngàn hả? Không nhớ. Này đã dài quá nên nó vướng. Keo gì cũng xài được hết, chỉ cái điều là sao ạ? Đẹp không thôi, còn keo nào cũng xài được hết á. Nó mềm, nó mịn, nó dễ. Rồi, vậy mình nhìn nè. Khi mà em gấp chiều này, chị phải chiều giãn không này? Có nghĩa là phải áo mình chiều nào, keo mình chiều đó không? Tại sao? Khi mình mặc phải phần ngực thì mình còn cử động không ạ? À? Có nghĩa là nẹp mình ngắn ngắn một chút như này, mình lỡ mình cắt sai chiều nó không sao. Được không ạ? À? Nhưng mà nẹp lớn lớn phải nó vướng cái phần ngực không? Mình mà cắt sai chiều lỡ xui xui cái miếng này mình cắt thành vảy dọc theo chiều này này. Vậy lúc đó mình mặc nó không có co giãn được nữa, phải bị tức phần ngực không ạ? À? Phải chật phần nách chưa? Chứ đó sao ạ? À? Thân áo mình chiều nào, keo mình chiều đó. Rồi em cắt tượng trưng miếng ha. Vậy mình nhìn. Lúc này em cũng đặt vào. Đó, có đá nhỏ thấy chưa? Cái đá nhỏ, cắt miếng nhỏ hả? Rồi, đừng vẽ, đừng phấn, đừng làm gì hết nha. Ốm chừng đường mai xung quanh, cắt giùm em. Vì sao mình không vẽ phấn không? Dớ. Lâu mất công hả? Tự canh cho nó nhanh. Nếu em canh không được thì em cứ vẽ không? Dạ này không sao, sai cũng không sao hết. Cắt xấu cũng không sao luôn đó, em cắt xấu thì mình nhìn luôn á. Dạ này là mình cắt nháp ạ. Chính xác. Hiểu rồi đó. Hiểu vấn đề không? Có nghĩa là không cần cắt cho nó đẹp, xấu cũng được. Nhưng mà sao à? Phải cắt dư dư chút không? Keo rẻ là có mấy ngàn mét à. Có mấy ngàn mét à, được chưa? Rồi, vậy em cắt keo xong ha. Tại mình thấy em hướng dẫn, mình thấy lâu á. Chứ thực tế mới làm mấy này nhanh á. Còn hơn là cái gì ạ? Lười. Biết lười là sao không? Mình hay làm vậy. Em thấy luôn cả thợ may luôn nha. Không phải riêng những người không biết cái đâu. Cái này sao mà để keo ra nổi. Ờ, hiểu rồi đó, nhìn nè. Để thân áo này lên. Ai làm này rồi? Nhưng mà thấy người ta làm vậy. Thấy người ta làm vậy đúng không? Mà em thấy nhiều người làm, em đã từng làm rồi. Em may lên lãng xẹt à. Hai cái khớp vô nhau. Không khớp nhau là làm sao ạ? À? Ép trở vô với nhau. Đúng không? Ép trở vô với nhau thì sao nữa? Dạ, bị giãn còn đỡ bị vặn cổ mới nè. Dạ nhìn nè ha. Vậy xong đúng không? Cái người ta cắt. Được không ạ? À? Cắt chính xác, đúng không? Cắt tới đó xong cái ta vỡ này ra ta gọt lại. Có hiểu em nói không ạ? À? Rồi cái đem cái keo này mới sao ạ? À? Đặt lên vải cắt chính xác. Hai cái ủi lại xong đem đi may. Lúc đó đi may phải thân áo nằm trên, keo nằm dưới không? Phải sai quy tắc không ạ? À? Có hiểu không ạ? À? Tại vì lúc đó thân áo ta có chẻ đường may mà. Còn cái nẹp kia đâu có đâu. Vậy lúc đó người ta tự cho là sao ạ? À? Cái này mới chính xác, còn cái kia lỡ lệnh chút gọt. Hiểu ý không? Chứ khi may lên á, vải nào dễ dễ hơn hơn thì nó đẹp, được không ạ? À? Vải nào mà rút rút á, chiếc keo mà nhăn nhăn á, là lên nó không đúng rồi. Vậy hiểu ý chưa? Mày cắt nháp nha. Lạnh đủ không? Để lúc đó mình được trở vải, không sao hết, mình đừng đổi chiều của em là được rồi.
Có nghĩa là phải cạnh này cạnh biên không? Chị này vẫn ngồi đây chịu giãn chưa à? Để đúng chiều. Cô nói là mình ráp là cái thân, à, cái thân không có để ở trên á. Dạ. Rồi hai cái thân ráp với nhau thì sao? Hai thân ráp nhau thì bình thường chứ ạ? Không bị vậy. Dạ không, không, không sao hết. Mình ráp đừng có kéo nó ra, nó không vậy. Em đang nói những cái đường cong đó chị. Đó, không cần đẹp. Rồi, vậy được chưa? Vậy lúc này hai miếng này chính xác chưa? Chưa ha, vậy đem đi ủi. Cho em mượn cái bàn ủi. Có chai nước rồi. Rồi, thường thường ở nhà em hay để mức vôn. Siêu với vôn. Thường thường ủi keo này kia em hay để mức vôn, nó có chữ vôn đây này. Rồi, đợi một xíu nha, coi chừng trúng mặt mình nha. Làm vậy là không được này nha. Chú mà mình cho nó thẳng nha. Ủi qua cho nó thẳng. Rồi. Cái dây bằng ủi không đủ qua đường đi học rồi. Tì kéo lại xíu không đủ dây. Rồi, cái này là phải ủi thẳng vải không? Bữa ghi bài rồi ha. Bạn nào không ghi giờ nhìn cũng hiểu hả? Rồi, bước tới làm cái gì đây? Dạ, đặt keo lên, phải mặt có keo úp xuống mặt trái của vải không? Bút này mình canh canh cho nó đều. Giờ mình thấy keo nó nhăn nhăn không? Thấy keo nhăn nhăn không ạ? Vậy mình nhìn nè. Lúc này làm gì đây? Cái dây bằng ủi nó hơi hụt một chút. Lớp này sướng nè, có bạn em bằng ủi nè. Mấy tháng cứ ủi được con ủi thôi đâu. Hình như chưa lớp nào được, lớp này được thôi đó. Rồi, vậy mình nhìn nha. Phải em đang ủi mồi không ạ? Đó, giờ mình thấy nó bám nhẹ thẳng ra hết chưa? Rồi, ông này ủi thiệt. Xịt hơi nha, đừng xịt nước nha. Không, bà ủi này ủi nhanh lắm. Bà ủi kia nó dễ đứng như đến phút rồi. Đúng rồi. Keo mà nó mỏng. Rồi, vậy mình nhìn nè. Thấy không ạ? Cái này lại muốn ủ nhát nhát cho mình nhìn thôi á, chứ chuỗi thiệt tình đâu á. Rồi, vậy mình thấy không? Có nghĩa là có bằng ủi hơi ủi rất là nhanh. Còn đông khi nãy giờ nó hồi ủi chỉ được 1/4 miếng keo nữa. Mà nó mướt lắm ạ, thấy không? Nó thẳng thớm rất là mướt, mà nó bền. Tại sao mà keo nó dính ra thì mình mặc thành giặt này kia. Nè nhấn. Rồi. Lúc này em phải đặt rập lên à. Cái này là em cố tình cắt dư giả, nay hơi hào phóng một chút ha. Rồi. Nhìn nha. Đặt vào. Rồi lúc này em mới vẽ đường thành phẩm nè. Nên mình may chính xác lắm mà không chạy đâu được hết. Dạ đúng rồi, đường thành phẩm ở đường sát rập á. Rồi được chưa? Nhớ sắm cái thước ngắn giùm em nha. Này dài quá, nó vướng quá. Rồi. Hiểu ý không ạ? Vậy lúc này phải cắt chính xác lại không? Rồi ưu tiên đường cổ này, cắt đường cổ trước. Dạ, chứ không có chừa đường may. Nè, cái bức sổ không chừa đường may. Mình thấy cắt xong này em luôn đi không ạ? Rồi, hình dung được chưa? Vậy lúc này phải lấy dấu giữa không? Con này bị chai. Rồi, lấy dấu giữa ha. Lấy cho em hai dấu luôn, càng tốt. Rồi, vậy em phải được dấu cái này chưa? Rồi, nhìn nha.
Lúc này á, nếu bạn nào mà may giỏi rồi thì mình khỏi sang dấu bên này, tự động mình canh được một phân. Nhưng mà cái thời gian mà lên giỏi cũng còn lâu lâu á. Nghĩa là như vậy. Gặp này ha, đặt ngược lại cho em. Giữa vô trùng giữa. Phải mình cắt đường này chính xác không? Không, em khuyên mình nên làm vậy. Mình cắt mất khoảng mấy tháng tới năm, sau đó mình giỏi thì mình tính tiếp. Không, em nói thật à. Nó thật chứ nói giỡn đâu à. Còn hơn là không vẽ. Vẽ một ngày, em anh tính đi à. Một giây, hai giây à. Dạ đúng rồi, một giây, hai giây à. Sao hả? Bảo đảm cái cổ mà nó tròn. Còn hơn không vẽ lùi một, hai giây mà máy cổ nó méo. Hiểu vấn đề không ạ? Em hướng dẫn mình làm sao là ở nhà thợ em hướng dẫn y vậy á. Có nghĩa là khi mà em cắt những cái này này, tại có một người chuyên cắt rập, được không ạ? Một người chuyên đi sơ đồ, một người chuyên may. Hiểu ý không? Thì cái người mà đi gặp này là em luôn luôn hướng dẫn chị đường may này khoảng 1/2, 1/2. Hiểu ý không? Khi giác sơ đồ này kia xong, thợ vào đống mũi keo, người ta đặt rập lên, người ta lật qua lật lại là người ta may. Chính xác. Còn hơn là gì vậy? Nổ một chút có 1-2 giây chứ không có lâu mà. Nhưng mà méo cổ mất công sửa không? Rồi. Vậy cổ áo cũng vậy ha. Mình thấy cắt lên thì nó mướt không à? Còn mãi nó ghê không? À, rồi. Vậy tới bước này em xài cái chống giãn. Rồi, kêu chỉ nè. Dạ, nách. À, nếu áo nào hở nách thì làm nách. Được không ạ? Hở cổ làm cổ. Còn nếu mà nẹp nhỏ thôi, mày gắn tay áo thì phải cổ không không? Không cần nách. Có hiểu ý không ạ? Tùy cái mình ủi và lưu ý nha. Cái này chủ là lớp lót thôi nha. Không được ủi lớp chính nha. Ủi lớp lót thôi. Hoặc những cái bao đăng bao mà mình bẻ bao xương, bẻ bao quá. Những cái cổ mình bẻ đó. Thì mình có thể xài cái kem này ủi lên cái đường bẻ cổ áo. Để cho nó cứng cái phần nó cho đẹp. Rồi, giờ ủi nè. Nắp trước đi, theo chiều của nó. Rồi, em uống nè, em ủi theo ha. Vậy mình nhớ em nè. Keo này ha, không được ủi sát đường phấn. Hiểu ý em không à? Mình ủi cách đường phấn này cho em là 2 ly. 1 tới 2 ly. Có nhiều bạn không biết tan sao thất bản làm sao đó, về đè lên nhà ủi. Trời ơi, nó không có tác dụng gì hết trơn á. Mà còn hư nữa. Hiểu ý không? Đây nè, mình ủi vậy là sai. Được chưa? Mà sao? Cái miếng kem này phải nằm bên trong đường phấn cho em nè. Được chưa? Khoảng 2 ly. Có nghĩa là cắt cái đường may mình 2 ly thì nó cứng cái phần đó, nó không có giãn nữa. Còn những chỗ khác vẫn cứ giãn bình thường. Rồi, vậy hiểu ý chưa ạ? Cho em mượn một xíu tiền vậy chút. Thường thường ở nhà em là để cứ mình cứ canh cho em cái nút von là được. Đừng để tới maximum nha. Khoảng siêu với von là được. Chờ. Chờ gì vậy? Thế vậy? Đúng rồi, sướng quá, tự phà hơi nhấn chi cho nó cực. Cái này là hơi bị khó, biết sao như bằng ủ nó ngắn quá nên em cứ phải con kéo cái màn rồi lại con cái miếng giải mấy bạn phía sau không thấy. Có mấy ngàn cụ rẻ rẻ. Rồi cái đó giải quyết sao nha. Rồi, nhìn nha. Em là keo cắt 2 ly ha. Có chừng phỏng nha chị. Dạ. Mình không có cần ủ cho nó dính chặt, lượng cho nó một cái. Để cho nó mo theo dùm cổ trước đã. Rồi, được không? Em lượng xong tới đây được không ạ? Hiểu ý không? Rồi, bắt quá làm sao? Phà cho nó một cái hơi nữa, lấy ra. Được không? Dạ rồi. Chống giãn cổ may. Cổ nằm im lắm, em may mình sẽ thấy nằm rất là im. Không, em may xong không cần ủi gì luôn á. Ủi lại cho nó mướt cho đẹp thôi chứ. Còn mình may không khéo biết sao mà. Mình may xong mình cố ép đúng không? Không cần. Đúng không? Mình ủi từng đoạn nhỏ đúng không? Xong nó chính xác thì mình mới đè lên mình lấy ra. Có hiểu ý không ạ? À? Rồi. Có nghĩa là phải đường kem này em đang cắt đường phấn 1-2 ly gì đó không?
Có nghĩa là làm sao khi mình may đừng dính vô đường keo nó bị cứng. À. Cổ mình không cách gì giãn hết. Hiểu ý không? Lỡ may có méo thì chắc có. Mình may chưa quen thì có méo, nhưng mà không giãn được. Cái đó có nhiều bạn cứ may đồ lên nói em sao sao cổ bạn mặc không êm, nách bạn mặc không êm. Cái đó một phần do cắt được không mà, nếu mình cắt đúng là một phần do may. Hiểu ý không? Mình cắt đẹp nó chỉ quyết định là cái form áo mặc đẹp hay không thôi. Còn mình may đẹp thì cái sản phẩm mình mặc nó sẽ êm hơn, đẹp hơn. Vì nó phải có cái quá trình của nó hả, chứ không phải tự nhiên vô gì cũng biết hả, cái gì phải cần học hết á. Nhưng mà cái này lúc trước em còn không được học nữa hả. Cái này là em hướng dẫn mình theo kinh nghiệm của em thôi. Rồi, bên dưới này xem. Cổ. Nhiều nghề lắm, rồi nghề lắm mình phải soạn bài. Sẽ trụ. Trời ơi, vừa may mà vừa gói trong sách nó viết rồi gói cái tới mốt luôn. Mà làm sao mà nó không đẹp. Phải không, công nhận không? Vừa gói vừa may xong nó phải bị vặn vặn vĩnh vẩn không? Nó không đều, nó không đẹp. Hả? Cái gì cái gì? Em biết em mình cá sấu không? Cái đầu em sẽ à. Không có sống như vậy nè. Rồi, giờ mình nhìn em mũi nè. Áo áo chị hồng hồng nè, áo hồng đó. Sẽ nó nhé, chu đầu nó sẽ cái đây cái. Cả chu đâu. Nắm áo bạn kéo vậy. Rồi mình nhìn nè. Giờ ủi trụ nha. Rồi ủi trụ cũng vậy, ủi áo sơ mi cũng vậy, làm giống nhau hết nha. Rồi nhìn giùm em nè. Cái này vải em bị hụt quá. Thiếu một chút. Kệ đi. Em cố tình chọn những thật ba vải này đúng nó mỏng lắm. Nó là vải cái gì ba chinh phong khung á. Nó mỏng mỏng, giống như là mình chưa ủ nó sẽ mềm nè. Mềm mềm nhũng nhũng thì nó hơi khó làm chút. Mình mới học quá về nhà chọn vải cu tông KT của lớp căn bản còn dư á, phải không ạ? Tập cho quen từ từ rồi mình chọn những chất liệu vải khó hơn. Coi chừng xỉu nha. Dạ đúng rồi, khi mình dán keo rồi nè được không ạ? Nó phải dày hơn được chút không? Tại những cái trụ nó bắt buộc phải có keo, nó mới cứng cáp, nó mới đẹp. Nhưng mà bản thân nó vẫn còn hơi mềm mềm không? Nó thật không ạ? Có nghĩa cái keo của mình á, nè nhìn nè, chiều cạnh ngang em nắm vẫn còn giãn thấy chưa? Nó đúng cái chiều của mình, nó đẹp. Rồi, vậy khi ủi nè. Nhìn nha. Chỗ này mình canh cho em dư ra khoảng 1 phân. Còn cách tính trụ sao từ từ tới bài mình biết. Mình hiểu cách ủi trước đã, tại hôm nay mượn bà ủi ngày hôm nay thôi. Ủa con đi con gì? Cô lúc nào cô cần cô nói em đem đi cho cái nào. Dạ, cô nhiệt tình cực kỳ luôn. Ngày nào đi học cũng em đeo đi. Ý trời, không không, có ngày không cần. Bữa nào thực hành thôi. Bữa nào ủi mới đem chứ đem. Rồi tủ chị nghe nào. Xíu tiền nha, em kéo lại chút nha. Em ủi lớn hơn, sách đi á. Nhà mà em bỏ em vỏ, em sách đi. Không, mà ủi này hết tiệt, mốt đi du lịch sách theo chơi được á. Rồi, hình dung được không ạ? Đúng ra nè, ủi xong nè. Đẻ này lại ăn cái. Thấy nằm hơn không? Rẻ ăn cái giữ nếp hơn. Rồi, nhìn tiếp nè. Bật qua. Ủi cháy không con? Dạ không, hơi nước mà dễ gì cháy. Cái kia là cháy à. Nãy giờ là cháy rồi đó. Ủi đâu có cháy, chị nó cháy cái vải dưới. Nó khét cái bàn ủi luôn á. Nó khét luôn, nó tóc luôn, nó lớn. Thấy mướt không? Dằn cục đá lên cái nó nằm im ru luôn á. Có nhìn thấy không? Được không ạ? Còn phải đi kiếm. Rồi, nhìn thấy không ạ? Vậy mà nhìn nè. Còn dư nhiêu nè, phải em gói vào bên trong này không? Dạ, chị chỗ kiếm cục đá. Thấy không ạ? Thôi tập trung. Rồi mình nhìn nè. Có nghĩa là khi mình ủi xong á, đè lên ủi cái là phải đâu có giữ nếp hết không? Rồi nhìn nè. Lúc này còn cái cuối cùng ha, nó dư ra bao nhiêu á?
thì em canh em gọt lại còn phần. Thà là dư gọt lại đừng để hụt. Hiểu ý không ạ? Rồi. Nhìn tiếp nè. Lúc này em phải tháo này ra không? Phải không mà tự động nó có nếp hết không? Có hiểu ý chưa? Miếng bên dưới này là cái miếng đang chồng ra ngoài sau cùng không? Thì nó sẽ kê mép vải. Nè, nãy nó đang dày đúng không ạ? Giờ tự động nó phải dư ra một ly chưa? Rồi. Bàn ủi kia là ủi xong mà tới bóng luôn mà nó còn chưa xi nhê gì. Rồi, hiểu vấn đề chưa? Nhanh không? Vậy lúc này mà thí dụ mình may áo sơ mi á, cái mình kẹp nó vào. Em tưởng tượng nha, nếu mà này nẹp sơ mi nè. Màu này hai màu này phối nhau dễ thương chứ. Có hiểu ý không? Kẹp vô mang đường mà xong. Vừa đều vừa đẹp nữa. Cái đường như một ly ở bên dưới hả cô? Dạ đúng rồi, đường như một ly đường bên dưới. Để mình may mình lại dưới dính bên dưới này. Nên khi mà người ta kẹp vào người ta may đều bon hết trơn à. Nên mình nhìn người ta là ủa sao người ta may đều mình may nó không đều. Có hiểu vấn đề chưa? Cái này tới bài trụ mình học. Giờ cô chỉ biểu diễn cách ủi thôi. Nè nhìn cũng biết mà phải là hai thành phẩm trụ không? Có nghĩa là cái bảng này phải gấp đôi lên không? Phải mỗi bên phân đường may chưa? Có nghĩa là ví dụ như này em cắt 2 phân rưỡi thành 5 chưa? 5 cộng 2 phân đường may phải là 7 không? Rồi trừ hao cho em 1 tới 2 phân nữa là mình cắt 8 hoặc là 9. Thà là dư chút đừng để hụt. Rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai lưu ý khi mình ủi nè. Em còn miếng nhỏ nhỏ nữa. Đây. Đây ha. Này trụ luôn nè. Thử cho mình miếng nè. Khi mình ủi mình để ý giùm em nè. Trụ nhỏ, ủi nhỏ ra coi. Chút xíu nè. Càng nhỏ nào càng khó ủi gì nữa. Dễ phỏng. Rồi nhìn. Cái này khi mà ủi á, đương nhiên là cái mép vải luôn luôn nằm bên này. Dạ. Có nhiều bạn không biết thuận tay, nghịch tay, làm sao không biết bạn để như vậy. Hiểu ý không ạ? À? Vậy rất dễ bị phỏng. Có hiểu không ta? Nó chỉ khác cái hướng thôi. Bạn là đừng có để mà ủi gì mình. Được không ạ? À? Né lên trên đây nè. Đừng để cho mình, tại vậy khi mà nó chui vô như vậy nè. Phải bị phỏng không? Rồi. Rồi nhìn ha, để bên này giùm em nha. Có nghĩa cái này em cần giữ nếp thì em nhấn một cái rồi em lấy ra cho nó giữ nếp. Rồi. Rồi. Ủi khó nè, gói đầu nhọn nè. Không có cháy đâu, nó có hơi nước không cháy, không có hơi nước là cháy thiệt á. Tại chỗ này nó dày á, nên em để nó lâu một chút. Này là gì ta? Dạ trụ tay à. Rồi, hiểu vấn đề tới đây chưa đã? Thấy đẹp không? Em đâu có làm gì cao cấp hay làm gì mà phức tạp đâu. Chỉ có hai bằng ủi gối lại ủi thôi. Rồi. Phải còn dư cái này nhiêu sao đây? Rồi. Hiểu vấn đề chưa ạ? Do đó nè, phải đây là trụ tay của mình không? Nhưng mà không thích làm trụ tay làm trụ áo được không? Áo mình đang mặc có cái kìa, có trụ kìa. Lớp sáng mà năm 7 mới học xong. Rồi lúc này sao ạ? Thấy không? Thấy nằm im ru hết không mà, đâu có chạy đâu được đâu. Vậy lúc này sao? Nếu thấy mép vải còn dư nhiều thì sao ạ? Nè. Đó, nó dư lớn quá thì sao? Lúc này gọt bớt, còn nếu mà nó nhỏ thì để bình thường. Đó, tự động thấy dư một ly không? Các bạn mà gần gần bạn thấy không ạ? Có làm gì đâu, không làm gì cao cấp hết á. Tự động gối lại. Là ra. Do đó cái này may nhanh lắm, kẹp vào là may à.
Còn mình tưởng tượng nguyên miếng đó vừa may vừa gói theo sách viết á, vừa may vừa gói vừa may xong lát lên trụ này méo xẹo hả? Mà cái trụ này á đều hay không là do nào ạ? Do cái rập đều hay không? Với mới đầu mình cũng chưa quen á, mình ủi mình sẽ hơi nhát tay. Sao nhát tay là sao ạ? Thấy nó sợ à? Sợ phỏng quá là né né, cứ nhớ nè em. Đây là vải thì cứ nhớ là trụ nằm đây. Có nghĩa làm sao đẩy bằng ủi ra ngoài á, được không mà? Đừng có tự nhiên vậy. Hiểu vấn đề không? Mình chui vô người mình, tự nhiên mình làm mình phỏng vậy, rất là khó chịu. Rồi, vậy hiểu vấn đề chưa? Còn thắc mắc hiểu luôn đó. Chậm hay chạy nhanh là do mỗi người đạp máy. Đồng ý em không ạ? Chứ máy nó không có tự nhiên chạy. Đồng ý không? Nó đâu có tự chạy đâu. Mình cứ hay đổi thừa máy công nghiệp chạy nhanh lắm, sợ. Không giống mày. Mà tên thực tế nó có chạy gì đâu à. Nhìn nha. Chậm không? Vậy đủ chậm chưa? Dạ phải cho mình đạp không ạ? Nhà đủ chậm chưa? Rồi nhanh nè. Hiểu vấn đề không ạ? Không đủ thường ta, được không? Rồi mình nhìn nè, cái vấn đề nhà mình tập là tập đạp chậm cho tập đạp nha. Bây giờ đạp chậm mới canh góc được, cố nè, nhìn nè, em đạp mạnh chân cho mình nghe nhé. Có nghĩa không sao ạ? Phải mình đang nhấp không? Rồi. Rồi, nhìn lại nè. Giờ ha, em đang chạy nhanh, cỡ nào nhanh, nhìn em dừng, lập tức nó dừng nè. Được không ạ? Hiểu vấn đề không? Có nghĩa nè. Được không ạ? Có nghĩa là nó hơn, có nghĩa là những gì vậy? Nó có thắng. Có nghĩa là khi mà nhấn xuống vậy nè, là chạy rất là nhanh. Nhưng mà muốn dừng, lập tức là dừng liền. Chị ơi, chân lên là tự động nó dừng. Hôm nay cái bàn đạp này nó hơi gắt. Chạy nhanh cỡ nào nhanh em nhả gót ra lập tức thì nó dừng liền. Rồi nè, nhấp xuống cái nữa. Hiểu vấn đề không nè? Ví dụ như cô đang dừng ha, nè hình như mình không, mình phải tập làm sao mà thí dụ nó đang tập từng mũi một này, có nghĩa là vậy ha, mình nhấp từ mũi xuống cho nó ghim xuống lại. Rồi thí dụ mình chưa quen rồi vậy cũng được. Vậy thì mình phải canh chứ. Phải canh chứ. Dạ, chậm chậm từ từ. Rồi, hiểu ý chưa? Chạy xe hơi ạ. Ví dụ, tại mấy công nghiệp ta may là may tốc độ à. Này đây ha, trả lại đây. Rồi, giờ em muốn may những điều cách nhau 5 ly. Rồi em có 3 chân bịch diễu nè. Rồi chân bịch này là chân bịch diễu 5 ly. Mình thấy 3 chân này bằng y nhau không? Nãy kia nó có 2 chân rồi đúng không ạ? Thấy không? Thấy chân bịch này có 3 chân không? Rồi cái chính giữa này là quyết định là mấy ly nè? 5 ly. Vậy mình thấy này nhỏ hơn 3 ly không? Thấy nhỏ hơn 3 ly không? Rồi cái này 1 ly. Một ly là có hai chân thôi, mà một chân cao, chân thấp. Có thấy không? Chân cao, chân thấp. Rồi mình nhìn nè. Giờ em lót cái một ly em chạy trước cho mình nha. Mày thay hàng ngày á mà. Mình tự mua ra tiệm điện luôn. Rồi, giờ mình nhìn em chạy được một ly nè. Không phải là may giỏi hay gì đâu, do máy hết á. Rồi, nhìn nha. Theo gì thông thường mình phải mở mắt lớn ra được không? Canh làm sao may đều một ly đúng không? Rồi, này nha. Không phải, không có nhắm mắt mà sao ạ? Thế thì mình may chậm thì mình chậm mới canh được đúng không? Còn này mình may nhanh nè. Hiểu ý không ạ? Em phải may giỏi không? Máy nó giỏi thôi, em có giỏi thôi, em chỉ ngồi em đạp thôi à. Hiểu vấn đề không? Có nghĩa là khi mà chạy đều tăng tốc là đúng một ly không ạ? À? Cái này may la lá hẹ đẹp lắm, tại nó canh sẵn cho mình hết mà. Còn không mình phải ngồi giường mình gối lắm, ít ai chạy hai đường mỗi đường thì một ly lắm. Không nhận em không ạ? À? Đúng không? Đâu có đâu, hỏi khó vậy.
dài nè, bâu sơ mi nè, rồi bắt đầu hồn. Thôi đừng hồn, lát gì cuối giờ mình tính. Rồi nhìn nha, ba ly. Ba ly là cái kế, cái chỗ hở này ba ly nè. Thấy không ạ? Đúng ạ. Cái này chỉ có máy công nghiệp có thôi nha. Nó bán kinh dùm máy công nghiệp. Vậy máy công nghiệp. Máy công nghiệp nó cũng bán riêng cho mình. Rồi. Mai ba ly ha. Thấy không? Bà này nó vướng á. Cái này vải mô hình nên thành ra nó hơi vướng. Tưởng tượng đi. Đúng rồi, cái thân nó cũng phá ra đó. Này nó không có được thẳng mép vải á, nên thành ra là phải mình mang tốc độ mình nhanh hơn không? Nhanh hơn mà đẹp hơn, chính xác hơn mà đỡ mệt hơn mà. Còn không phải ngồi căng mắt ra nha. Ba ly nha. Áp lực lắm. Dạ đúng rồi, nó có một phụ hỗ trợ tội gì cũng xài. Thấy điểm tắt ba ly không ạ? À? Rồi, 5 ly ha. Mình tự canh à? Cho con mượn cái 5 ly. Dạ nó có một cái lớn nữa. Nó có cái 7 ly nữa. Rồi, tao nói chuyện. Bán mấy gia đình đi mua mấy công nghiệp. Ai ra suốt rồi. Bình thường thôi, không gì đâu. Cái này nó tiện quá, mở nhà để chật quá, có chỗ để nữa. Tại mấy này cho mình muốn dùng cái máy kia. Thì cái đáng vậy, hai cái. Máy này chức năng cũng có 1 cái, brother. Máy gia đình em có 1 cái của Mitsubishi. Công nghiệp em có mấy cái nhiều lắm, công nghiệp nhiều. Cô tiệm của đâu luôn cô? Sao chín mình ăn bánh vậy? Trăm chín mình ăn phường 17 nó luôn là nó rồi. Phường 14 đi ra là không biết đâu. Phú không rành đường đâu. Rồi, vậy mình nhìn ha. Phải giờ em chạy thử cho mình đường ha. Đúng 5 ly luôn, chạy bon bon luôn. Sau này mình diễu bao áo sơ mi này kia rồi. Bon bon đúng không? Không phải em may giỏi gì đâu ạ. À. Nhưng mà nó có tác dụng may lai. Cái 5 ly này là may lai. Đặt nằm bên trên. Có hiểu ý em không ạ? À? Do đó khi mà gấp may lai ha, thì mình gấp cho em đúng một phân. Rồi, phải khi đó những cái váy xòe xòe mình là may lai nhỏ không? Ba may lai nhỏ thôi nó đẹp quá, sao mình may nó bặn vẹo ghê quá. Đây là cái gì ở ngoài nhà chân vịt á, có nghĩa là khi mình may cái lai thì mình gặp phải cái mét chắc sổ rồi, thì cái này phải là 5 ly rồi, mà mét chắc sổ mình phải 5 ly luôn rồi, có hiểu ý không ạ? À? Vậy khi mình gấp lại mình may mình phải canh làm sao cái chân vịt này của mình nè, cái mép này của mình nè phải nằm ngay mép vải rồi, là vải bên này qua đây 5 ly này cũng qua ngược lại 5 ly không, có hiểu ý không người ta? Vậy tưởng tượng nha, phải em gấp mép vải này một phân không? Rồi, nhịn.
Phải em gấp mép vải này đúng một phân không? Phải em canh cái mép bên ngoài này nằm ngay mép vải này không? Hiểu ý không ạ? Phải cái này nằm đúng ngay đây không? Thì những cái váy xòe xòe mà mình may á, như cái này em làm em đang mặc á, vải mình nó hơi răng cưa răng cưa, nhưng mà mình hiểu không ta? Có nghĩa phải đây qua đây 5 ly không? Rồi phải từ đây qua đây đằng chỉ là 5 ly không? Giá mai lai mình lai lên á, dù là cong dù là thẳng nó mướt lắm, đều lắm. Tưởng tượng được không ạ? Đây 5 ly lên là phải chỗ này của mình là ngay mấy chắc sổ luôn không? Có chân vịt này may thích lắm. Rồi có may lên được cái sổ gì không? Không, vừa sát chắc sổ. Cái mép chắc sổ, cái mép vải mình nằm đây đúng không? Cái này là vừa ngay chắc sổ luôn nè. Rồi nó sẽ có chân vịt 7 ly nữa, 6 ly 7 ly, có nghĩa nó lớn hơn này chút xíu. 1 ly, 3 ly, 5 ly, 7 ly. Lớn hơn chút xíu. Ví dụ có người không thích mai lai nhỏ quá thì nó mai lai lớn hơn. Được không? Rồi, vậy này sướng không? Sướng. Rồi, về đổi máy. Quên cá bánh ngủ vậy bạn không? Anh cá bánh ngủ. Lại cắt tiếp. Để lớp bên kia photo cô đưa cho mình nha. Chứ cô đưa bài cho mình rồi. Tại vì cái lớp ngày mai á, mấy photo gấp mai lắm phải sao vậy ta? Em gần đi chơi á. Là đi chơi. Chắc chắn bữa sau có. Để lớp bên kia photo một cái. Rồi nhìn ha. Em gói cho một ly. Này màu hơi tối nha, chịu khó nhìn nha. Ngon mà. Gấp vào đúng một ly. Vậy đương nhiên cũng phải mặt phải nằm dưới, mặt trái nằm trên không? Mấy cái này em may phải có đèn dễ tối em đi đường. Nó hẹ đó. Cái máy này không có đèn nữa cô. Máy nhà quá, máy nhà đèn. Máy nhà mà có lắp đèn. Nó hẹ là gì vậy cô? Mai xong mà biết lá hẹ là cái gì. Bãi này dày nhưng lá hẹ nó không được đẹp nha. Bãi mỏng mỏng như lá hẹ mới đẹp. Thì em cũng đang căng mắt để may á. Tối quá không thấy được. Bình thường có nhân vật này là may được hết. Bả này em cắt nó không thiệt ta. Mà nó dày nữa. Rồi, có hiểu không ta? Đó nghĩa là chỉ có chân vịt này mới dám khẳng định câu là may đều một ly thôi. Chứ là không có phải ngồi căng mắt ra nhìn không. Rồi cái vải này của em nó không có được đều lắm. Tại nãy em gọt đại á, không có kẻ đàng hoàng nên không được đều. Rồi, vải một ly này xong gói tiếp một ly nữa không? Được không ạ? Nếu mà cảm thấy á, mình muốn cho nó nhỏ nữa thì chịu khó hay sao ạ? Gọt cho sát cái này cho em xíu nữa ha. Để đường kia nó nhuyễn nhừ luôn á. Phải làm biến mai luôn nha. Không thấy được. Tốt không thấy được. Lá hẹ tác dụng nhiều lắm mà nha. Rồi, vậy mình phải nè. Gói sát nữa không? Để phải giờ đường một ly mình trùng với đường mình vừa may không? Mềm cái đường đó ha, nhìn nó đẹp hơn. Còn cuốn bia nó bị bắn quắn 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 nhiều quá, tị cái máy nữa. Rồi hiểu ý em không? Mà cái bèo này, lai quần áo dài này, những đầm xòe xòe của mình mà lai nhuyễn nhuyễn á, biết cách làm chưa? Cái này dễ. Dễ là nhờ chân vịt nha, em nói thiệt. Chứ mai chân vịt thường mà em canh một liền đuối lắm á. Mệt, rất là mệt à, coi giống mệt lắm.
mai bạn dương vịt này thích hơn nhiều. Mình ra mình mua một bộ hả cô, mình nói bộ một trăm ly hả cô, từ một ly tới bảy ly. Mình nói từ một ly cho tới bảy ly.